tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế IDEX 2021 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Highland System, một liên doanh mới của Ukraine và tập đoàn Stretch, đã trình làng phương tiện đa chức năng bọc thép lội nước bánh xích Storm. Nguyên mẫu Storm được phát triển như một nền tảng đa năng, được thiết kế cho một loạt các ứng dụng quân sự và dân dụng chuyên dụng. Đây là phương tiện dùng động cơ hybrid diesel theo cấu hình hai hệ thống. Xe có thể đạt tốc độ đường bộ lên tới 140 km/h và tốc độ bơi 30 km/h, tốc độ đi lùi 20 km/h. Storm có chiều dài 5,88 m, rộng 2,87 m và cao 2,36 m, nặng 8 tấn, có khả năng chở 2.000 kg dưới nước hoặc 3.000 kg trên bộ. Nguyên mẫu chở được 6 người, bao gồm cả người lái. Xe có 3 phương thức di chuyển, hoạt động chung của động cơ điện, máy phát điện diesel và ắc quy cho phép xe di chuyển trên cạn trong 18 đến 36 giờ hoặc trên mặt nước không quá 4 giờ. Được chế tạo cho những môi trường khắc nghiệt nhất, phương tiện mang lại tính cơ động, độ tin cậy đặc biệt và cung cấp các công nghệ mới nhất về bảo vệ đạn đạo, các thiết bị nổ tự chế, bom và mìn cho kíp xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị xích thép hoặc xích cao su composite cho phép xe vượt qua một số mìn, hoạt động theo nguyên lý áp lực mà không kích hoạt chúng. Nguyên mẫu Storm vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và phát triển. Kết quả chính xác của quá trình này vẫn chưa được xác định.